Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Hương Liên ạ. Xin chào chị Hương Liên. Ngày mai các em thí sinh ở Hà Nội sẽ tập trung để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Không biết là thời tiết dự báo như thế nào ạ? Vâng, Thụy Vân, dự báo là ngày mai ở Hà Nội khả năng chỉ có mưa vào buổi sáng sớm. Sau đó tạnh mưa, trời nắng lên nhanh, sẽ cảm thấy hơi oi nóng. Với mức nhiệt cao nhất là 33 độ C và độ ẩm cao 68%. Dự báo trong 3 ngày thi chính thì Hà Nội trời mát hơn. Tuy nhiên cần lưu ý là mưa nhiều nhất vào 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Trong mưa dông đề phòng sấm sét. Ngoài ra mưa to cục bộ gây ngập úng. Đến thứ Hai mưa giảm, buổi trưa trời nắng. Nhiệt độ cả 3 ngày này khoảng 31-32 độ C. Các thí sinh ở thành phố Hồ Chí Minh khi kết thúc buổi thi chiều nay đã gặp mưa dông. Cục bộ ở quận 7 có mưa to gây ngập úng. Do có mưa giải nhiệt, dự báo tối và đêm nay nhiệt độ giảm, trời bớt nóng. Dự báo mức nhiệt thấp nhất đêm nay tại trung tâm thành phố và huyện Củ Chi, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức là 27 độ C, trời dịu mát. Còn huyện Cần Giờ và phía Nam Nhà Bè khoảng 28 độ C. Có gió biển thổi cấp 2 nên cảm giác thoáng đãng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.